Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 1930, mùng 1 tháng 8 2022, sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 92 năm truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân trên địa bàn. Dự buổi gặp mặt có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng. Tại buổi gặp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo trong 92 năm qua. 92 năm qua, kể từ ngày 1 tháng 8 năm 1930, ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo đã trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng. Đồng hành với ngành tuyên giáo của cả nước, 92 năm qua, ngành tuyên giáo Thừa Thiên Huế đã có nhiều công lao to lớn, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế và ngành tuyên giáo cả nước. Dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, ngành tuyên giáo cũng đều làm tốt vai trò công tác tư tưởng, định hướng, tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tham mưu kịp thời cho cấp ủy những giải pháp phù hợp, kịp thời xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, các tình huống bất ngờ và chỉ đạo hiệu quả công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, báo chí. Qua đó, cổ vũ động viên khuyến khích và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong đời sống xã hội, góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 15 cá nhân trên địa bàn tỉnh.